Dạ. Cô ở đây nhiêu năm rồi? 32 năm rồi. Ngay chỗ nhà này luôn hả? À, ở đây cô ập cái bến này, bắt đầu ở cái ghe cũng ngay bến này. Rồi sau này cô mới làm được cái bè nhỏ chứ cái trại này là cô ở là tổng cộng là 32 năm rồi. Cô gần 60 tuổi rồi cô dòm lại cô nói con có cái gì nó xứng đáng trong cái bè với cái trại. Nhiều lúc cô tuổi cô ngồi cô khóc lên. Từng tuổi này gần 60 rồi mà không được cái gì làm cụ hết chứ. Mà chịu đựng mấy chục năm nay chứ phải mới đây đâu. Mấy chục năm nay. Rồi sao bữa nay gặp dịp cơ gặp con. Ở đó có một cái chiếc xuồng kìa. Hờ, xuồng này xuồng dài chài của anh đó đó. Nhưng mà anh đó anh ở dưới ghe hay vậy? Ghe. Đâu anh quay lại cho em lại anh đó hả? Ở cái nhà ngộ hả? Bởi vì ta đi bán chuối khổ vậy đó. Đi bán chuối hồi đó giờ. Dạ hả? Dạ. Đi bán chuối khổ như tôi vậy đó. Dạ hả? À. Dạ. Đó bà cô đó. Chào cô. Con này bán chuối hả anh? Ờ bán chuối. Bà ghe nè chạy máy bán chuối giờ máy bà hư rồi. Ghe nào là anh? Ghe này nè. Dạ. Bà khổ lắm ông ơi. Khổ hơn tôi nữa đó. Chào cô. Nè hỏi cô này nè. Cũng nghèo. Thì cô sống chạy này năm nay nữa là ba mấy năm rồi nhưng mà bà cũng khổ lắm á. Không có chỗ nơi ở. Thì cô mới có tất vô được cái bè vô đây cô ở. Đó. Rồi giờ đi mớm tới giờ người ta đuổi ta không cho đường đi lên nữa nè. Là sao cô nói, sao cô nói là giờ cũng như là gia đình cô đêm hôm có chuyện đó rồi giờ ta đuổi ta không cho đi lên ta gào nữa nè. Gào đường đi luôn hả? Ờ gào đường đi. Tại cô không có chỗ cô đi lên nữa nè. Cô khổ. Cô ở đâu? Hả? Cô ở đâu? Cô ở Cần Thơ nhưng mà giờ cô lập nghiệp gì đây gào khổ cô ở đây. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô 58 tuổi. Cô 58 tuổi, xích đây đưa cho em cái mic cho. Cô 58 tuổi hả? Cô có mấy người con? Ba người con. Ba người con. Dạ. Tại sao cô không ở Cần Thơ mà cô lại về đây? Tại con biết sao hồi đó cô ở dưới á, quê cô dưới á, rồi cô lên bên bác. Dạ. Rồi cái cô lập nghiệp ở đây rồi cái cô lập xuống ra rồi ba người con cô lập xuống đây chứ. Dạ. Rồi thành ra cô mới di chuyển khỏi chỗ cô về đây. Cô tá lúc hôm nay nó là ba mấy năm. Cô ba người con người lớn nhất là nhiêu đưa cho em cái mic. Người là gái lớn là 38 tuổi. Con cài cho này giờ con trả lời đây con cài cho đưa nó con cài cho ấy á miền Tây mà cô bác với anh chị rồi cô năm nay nữa là 32 năm rồi cái cô sống cô bán rồi cô lên lô cô bán rồi cô tá túc mới đầu cái ghe này. Dạ. Rồi sau này cái cô mới làm được cái bè này. Dạ. Còn cái trại này thì cô cất nó cũng hơi lâu rồi mà con coi kìa. Không có kính. Trại này nè con, trại nhỏ nè. Trại cao lớn nè hả? Ờ, có lớn đó con. Mà cột tre, cột bồ không mà không có được cái gì mà làm lẻ chứ. Cô nói cô nãy con hỏi cô con người con gái lớn người con 38 tuổi. Hiện nay đang làm gì? À, cô mà chồng nó thì dắt phân con, dắt phân bậy bạ nữa. Chứ không có làm gì trên. Dạ. Dắt phân cầu này nè. Mấy dạ. Con vừa lên đó. Còn vợ? Vợ thì nó ngay nó mới sinh cho nó mai được đâu chừng tháng nay. Gia đình cô khổ vậy đó. Còn dạ. Hai người còn lại? Còn hai người còn lại thì còn thằng trai này, thằng cháu á, thằng nãy trên chạy đó. Còn dưới ngõ gái thứ ba, nó có chồng nhưng mà nó ở bên chồng, ba đứa con. Dạ. Nó không có giúp đỡ cô được cái gì nữa. Cô nói giờ vợ chồng gia đình. Năm? À, dạ. Cô ở đây nhiêu năm rồi? 32 năm rồi. Ngay chỗ nhà này luôn hả? À, ở đây cô ập cái bến này, bắt đầu ở cái ghe, cũng ngay bến này. Rồi sau này cô mới làm được cái bè nhỏ chứ cái trại này là cô ở là tổng cộng là 32 năm rồi. 32 năm ở bến này. 32 năm hả? 32 năm. Là bán chuối thôi? Bán chuối. Bán chuối cây. Đây chứ. Là chú là chồng cô hả? Dạ, ông xã cô. Dạ. Con chào chú. Mà con coi á, cái bè kìa. Nước nó vô, nó chìm, nó mấy lần con cá cũng chết. Mà giờ mấy tháng nay cũng không biết sao, ở trên cái cạn. Đâu, cho cô cho con lên được không? Được, anh Dũng lên em đi. Lên đây được không anh Dũng? Con lên, cô bước lên. Để con xích lên cho chơi. Dạ. Cô đi với con nha. À. Chắc cha mưa tới luôn rồi. Con chào lên đi. Mưa lên tới, mưa chứ sao vậy? Mấy ngày cô đau, cô vợ cô yếu xìu nè. Đi không nên thân nên tình nữa. Chúc hai anh em mình về. Dạ. Không, không sao con lên được. Con miền Tây mà. Dạ.
Đây. Rồi, còn đi cái gì đi lên. Đâu? Đó, con thấy không? Dạ, chào. Con mừng trên nha. Dạ, con đi đại vô đi con, đại vô đi. Nước sinh hoạt rồi sao cô? Hả? Sao? Dạ. Xài dưới sông hả? Cô xài đại. Điện lên được không? Còn điện thì cô không đuôi. Dạ. Đây nè con. Dạ. Đó, con đây nè, đây. Nói vậy đó, cô sống vậy đó. À, cô đi đường ké đằng kia hả? Đi đường ké. Mà đi hôm này nào ngay gia đình cô hơi có chuyện. Người ta xuống ta đủ, người ta không cho, người ta gào lại. Đất này là đất đậu hả cô? Đất đậu con. Cô ở đậu xong. Nước thải của ta này cô bác với anh chị thấy không? Cái này trên bờ của người ta. Cái đó là nhà vệ sinh đi cô. Thì đây nè, cái này cô nhờ cô đi cầu, bắt cầu đi lên nè con. Cái hẻm nè, có hẻm. À, cái cầu này cô đi lên. Cô cờ, cô đi nhờ lên đó. Dạ. Mà ở 32 năm cô chú sống ở trên nhà bè kìa. Dạ, cô sống với cái bè nữa con. Mà trời ơi, con ơi, nó chìm lên, nó tụt xuống hoài, con quải chết luôn. Dạ. Sống rồi đắp đổ, đổ gì đó con. Điện là mình che người ta hả chú? Điện nhờ hả? Nhờ con, nhờ đi con. Chú năm nay là chú nhiêu tuổi rồi? 60 rồi con. Chú 60 hả? Trời ơi. Ba người con không có giúp được cho chú sao? Không con ơi. Dạ. Có bữa mạnh á. Qua đây nè con. Đi phụ hồ. Chú phụ hồ hả? Còn bữa nào mệt thì không có đi. Dạ. Chú phụ hồ ngày nhiêu? Ngày có 200 mà con ơi. Chú phụ hồ ngày 200 hả? Dạ 200. Dạ. Mình ăn uống rồi cũng còn chừng trăm hoài à. Chú có bệnh hoạn gì không? Có thôi, con mình cũng bệnh hoạn hoài à. Cô mấy gái nè, cái gì đáng tim mạch, cái gì bằng kinh tọ mà cô không có tiền trị nữa. Uống thuốc nam được vậy bà. Rồi mấy đứa con gái cô khá không? Nghèo con ơi, chứ phải nó khá thì cô đỡ cho đến đổi. Được chứ. Khổ gì thì mới khổ lắm con ơi. Dạ. Bán chuối gì cô? Dạ. Cô bán chuối gì? Cô bán chuối, rồi dưa hấu, rồi tùm lum trên á. Cái nào cô bán có lời cô bán. Lỗ mấy năm nay, lỗ mười mấy năm nay còn ghe đậu biết rồi con cái hỏi một cái trơn luôn. Rồi mình lấy của người ta hả? Ừ, cô. Hai người hồi nãy em gặp là vợ chồng hả? Vợ chồng, thằng cháu cô đó. Dạ. Hai đứa nó cũng mới làm bạn này chừng nửa tháng nay rồi con. Nghèo với nghèo đó rồi cáp nhau thì không có đi thì cô đâu có đám cưới hả? À, không có đám cưới đám hỏi gì vậy con. Nó nghe nó thương nhau rồi hai đứa nó mới sắp rồi chừng nửa tháng nay con. Cô đâu có tiền đâu lo. Rồi thấy vậy thôi kệ đi, giờ rồi mình khổ mình không có tiền. Thôi kệ đi, nó thương nhau rồi được con. Sao cô không về lại Cần Thơ? Cô về giờ con cái ở đây chơi rồi cô về sao được. Đâu có vườn ruộng gì mà gì. Ở dưới đất, ở dưới có đất cá nhiều không? Không có. Không có luôn. Bên chồng mình vợ thì cũng không ai có cho. Hai chồng gặp rồi có được đứa con rồi lên đây buôn bán rồi sống tới bây giờ. Hai vợ chồng có một đứa con lên đây buôn bán rồi sau đó có thêm hai người con. Sau này cô mới có thêm hai đứa sao đó, nhỏ thứ ba chứ thằng đó. Vậy là hai người gái một người trai. Hai đứa gái một trai. Dạ. Mời ơi mà con chưa thấy cảnh đâu con ơi con. Tôi nói có bữa thấy nó chìm rồi tôi nói tát muốn chết, tát các bạn nghe. Chìm hả chú? Chìm. Nó mục cái chân dưới rồi con. Chú dở lên cho cô dở lên cho con coi. Mục cái chân rồi con ơi. Nè. Nó chìm tôi nói con á lia chia cô có trượt nè, cô coi nè. Chìm bia chia chân chìm cô trượt tỏ tắt nước sao sao có hầm mà. Dở lên nó chìm. Có bữa con biết nó ngập ở đây nè, tát ổng cái cô cái thằng nó tát muốn chết, tát không được. Có một đợt nó chìm rồi người ta xuống tao tiếp nhấp cái chân mà lo không được. Dạ. Chìm lúc luôn. Dạ. Lúc mẹ luôn. Rồi con biết mấy tháng nay con biết sao không? Nhà ở trên cảng nè, nằm trên bờ nè. Nó không chìm bắt. Rồi mỗi đêm chìm vậy cô với chú tát nguyên đêm hả? Tát nào cảng coi. Tát nào rồi con tát cảng. Bờ, nước nó rồng luôn, cứ kéo lên trên bờ, đậu. Dạ. Rồng xuống cái mình kéo lên bờ. Dạ. Trời ơi. Cái chiếc ghe này lúc trước chú mua hả? Của đứa con gái rồi đó, rồi nó đi bán rồi nó lỗ, rồi cái nó bỏ rồi chú mới xin đó. Dạ. Xin đó rồi về rồi chú lập cái bè, cái nhà ở. Dạ. Cái ghe này nó một cái chân rồi, chú sửa lại. Từ. Rồi bây giờ cô với chú còn bán dưa không? Còn không rồi, không có làm. Nghĩ làm nữa hả chú? Giờ con coi bán bà ngày mới ngày nào, ngày đấy. Đâu có vốn đâu nữa bán nguồn gì. À, chú năm nay đâu có bán. Đâu mà còn có tiền. Cô bây giờ làm công việc gì? Cô làm gì đã, cô bệnh hay giờ cô có làm gì được đâu. Còn không chú? Chú thì làm hồ đó. Lâu lâu rồi chú đi làm bữa hay bữa. Với thằng trai gì đó, làm hồ ngày 200. Người vì con coi nổi nước mắm vào lửa không, chứ đồ ăn nó không đủ nữa, không đủ ngày. Tiền điện thì bọng tới liền liền rồi. Mỗi điện tháng mình chia nối đuôi vậy là bao nhiêu tiền chú? 100 rồi bỏ
400 ngàn. 400 ngàn hả? À, câu đuôi đó, câu cua câu đuôi đó, 400 ngàn. Có đồng hồ gì không? Không có, ở dưới này đâu ai đâu coi. Chỉnh cái là rút điện luôn đó con ơi. Trời. Là đóng tiền hơi trễ chút là đợi được rút điện. Đóng hơi trễ chút xíu là không biết rút điện. Không không không, trễ chút xíu là 2-3 ngày là rút điện liền. À. Còn rút cùng bữa đông tháng mấy trời mới cho đốt lại. Năng nỉ cũng gãy lưỡi mới cho đốt lại. Lúc nào giàu không đó con. Rút vừa năng nỉ cũng chết mới cho đốt lại. Con xích qua đây. Cô chú nói là chú Sáu rồi. 60. Cô 58. Cô 58. Cô chú gặp nhau lâu chưa? Đâu rồi con ơi, hồi đó gặp nhau còn mới 16, cô mới 16 tuổi rồi. Có chồng lúc 16 tuổi luôn. Bấy nhiêu con mới 38 tuổi đó. Quê chú ở đâu? Chú ở Cần Thơ đó. Vợ chồng không có đất gì ngủ gì chơi đó. Rồi cũng nhờ anh em rồi lên này bán được lắm. Rồi mới lên trên này mua chiếc ghe nhỏ nhỏ. Rồi buôn bán tám giờ là trôi dạt về đây luôn, trôi dạt về này luôn. Rồi vợ con coi lên đây có ba đứa con mà mắc gốc mắc rễ để chơi, người cô trở về quê, người con cái nó khóc lu bù đâu có về quê được. Không nhưng mà anh em của cô còn ở dưới Cần Thơ không? Còn ở trong họ, còn ở dưới trên nội ngoại gì còn đủ ở dưới Cần Thơ. Cần Thơ là đó. Cô Cần Thơ, cô chú Cần Thơ quyện nào? Bình Thủy đi vô con. Dạ. Bình Thủy vô Long Hòa, Long Tiền. Cam rồi đó. Bình Thủy con biết. Bình Thủy con đi vô. Bình Thủy cái. Hồi đó là Long Tiền. Dạ. Bây giờ sửa lại Long Hòa. Dạ. Bỏ quê luôn. Bỏ quê luôn mà con. Không lẽ sau này về già cô chú không về sao? Chắc không có về con, bởi vì cô mắc gốc mắc rễ đây rồi. Giờ về thì được rồi, nhưng mà con cháu bỏ ra trai. Giờ thì con nó lo chết thì... Chết thì không mới thiêu chứ sao giờ con, chứ đâu có trở về quê được. Không trở về quê? Không, không. Tại vì con cháu vợ ở đây chơi rồi con đâu đi được cũng đâu đành. Thằng này nó nói bỏ chị em nó. Cô ở đây thì cái người, hai người con, người có chồng bên chồng. Còn một người còn lại, người chị gái còn lại. Không có chồng hết trơn. Cái chồng trơn con ơi. Chồng trơn. Mà gia đình nghèo mà có chồng gia đình nghèo mà chú cũng dễ lắm. Con thương đâu thì chú không có tiền ở trọ luôn hả? Chú người ta đuổi mình không có tiền. Rồi cô không có tiền ở trọ nữa nè. Mà nãy xuống đuổi mà giờ cô suy nghĩ trời, giờ cô coi có 400 ngàn tiền điện mà lo đóng không nổi nữa thì tiền nhà trọ cô ở đâu cô có cô đóng cô ta vậy. Suy nghĩ nãy giờ nát nước chơi không biết thì cách sao. Đang suy nghĩ kiếm 400 ngàn đóng tiền điện hả? Mà chú không có tiền bây giờ làm gì ở đây gì nào cậy tới đâu hay tới đó chứ. Rồi nãy ta xuống ta đuổi ta nói ta gào. Tiền đâu mà ta đuổi, ta đuổi khéo mình, ta đuổi mình không cho mình đi nữa, không cho ở nữa đó. Nhưng mà giờ cậy đi cô im im coi coi giờ chừng nào ta gào thì mình tiếp cách khác. Mình có cứ lộn gì không? Không có đây. Cũng như gia đình gia đình cũng như người tự cãi người cũng như là cũng như là ta không chịu chứ đó. Ngồi chứ có cãi đâu về lộn lắm. Không có lộn với ai đâu. Cô ở đây mấy chục năm chứ không mất lòng với ai trơn con ơi. Một ngày cô với chú xài tiền nhiêu tiền? Trời ơi, chú thì có ít xài ít có nhiều thì xài cũng tiết kiệm như xài ngày 50-70 gì đâu chứ. Còn mà có... ngày có 200 thì con tiêu thụ trong đó thôi chứ giờ con xài lốt trong cũng đâu có đâu cả. Còn có bữa mà có một buổi thì con cũng sống nhiêu đó thôi. Chứ con đòi hỏi nó cũng đâu có đâu. Thuốc thì nghe thuốc dân là hút chứ đâu có hút gối. Mình cắt cái trại đó bên đó nhà nước không la hả cô? Không có la rồi, bị chú cắt. Hồi đó cắt không bán la gậy chứ. Ờ, mình cũng đó, chứ con chôm, con xôm mà xong này mà la gậy. Sát mé nè. Ờ, cái đó chạy nè, đó dữ lắm rồi, chú phá đó. Phá đó chứ, chạy con ủi chung ra chôm. Có bông chơi luôn. Chứ con nhìn thấy chú 60 mà thấy chú cứng tuổi hả? Ờ, tại chú làm nó coi nó làm. Dạ. Ông 60 ta nói ông 70 thôi. Đây là cũng làm dữ lắm. Chú có nhậu không? Cũng có là dai. Con cháu nó có kêu cũng có uống ít. Cho con đi tham quan trong nhà mình cái nha. Dạ dạ. Để con đi con á. Dạ. Tình cờ đi phát hiện được cô chú ở trong nhà như thế này. Hôm nay coi cơm gì vậy? Con thấy đẹp đó ha. Nè con nhìn nè. Thấy không? Thấy con thấy chưa? Thấy con còn ghẻ ha. Cô nằm có lúc cô dòm tự anh cô khóc bên cô. Nhà nào cô cũng khóc. Con cơm gì vậy con? Này sáng này nhỏ cháu là nó thẻo ba cái thịt nè, rồi cô kho với da heo nè. Nó thẻo thịt nó làm đứng bánh bao đó. Rồi nó bỏ cái da lại nó cho cô kho. Dạ. Anh đợi anh tí xíu nha. Ồ, hai cô với chú thì ở bên đây, còn anh này thì anh ở bên đây. Thì cô chú bên đây còn giao cho nhỏ. Sinh hoạt điện vậy rồi, nước sao con? Nước hả?
Nước thì cô múc nước sông bên xài, còn nước uống thì cô đổi nước lọc. Còn nước nấu canh, nước cơm thì cô cho nước này, nước sông. Nấu canh với cơm cô múc nước sông hả? Ừ. Chứ cô đâu có nước lọc đâu, nước lọc hao lắm, nước lọc cô để uống không mà. Cô đi vệ sinh ở đâu? Ừ? Cô đi vệ sinh ở đâu? Cô đi vệ sinh ở đâu? Ở đó. Nhưng mà cô múc cũng đợi cô chờ nước lớn cô múc. Dưới trên này cô ở cái chân chỗ này cô giọt nước ở trên chỗ cống đổ xuống dơ lắm. Có nghĩa là nhà vệ sinh bên đây nữa hả? Ừ, đó cô. Thế. À, dạ. Chứ còn cô giờ đâu có trôi cái đâu. Nhưng mà cô chờ nước lớn đó, cái nước lớn trâu vô đó, nước ở trong này nó trâu theo vậy nè, cô múc cô xài. Kỹ lắm, chứ không phải mà cô ấy đâu, làm đâu ra đó. Dạ. Cũng khổ ha. Tình cờ mới gặp cô á. Dạ. Mới gặp cô á. Lại thấy con bơi đó rồi sao mà thằng cháu nó ấy lại nó chơi. Tại con bơi là con đi xuồng chơi với anh. Dạ. Anh Dũng. Thôi bây giờ hôm nay đến đây tình cờ gặp cô với chú vậy á, thì mình gửi cho cô với chú 500 ngàn để trả tiền điện gì đó. Để cho người ta đừng có rút điện gia đình mình ha. Dạ, chứ con rồi. Biết nói gì giờ. Dạ, rồi cảm ơn con. Cái này là thay mặt gia đình, thay mặt cô An ở Mỹ gửi cho cô 500 để trả tiền điện nha. Dạ, dạ. Cảm ơn con. Dạ. Thầy thấy thằng cháu nó bơi lại kìa. Chứ thấy con bơi ngang rồi không biết rồi con có ai. Nói quay, con đi quay đó. Dạ. Đâu có biết đâu, thấy chỉ đó, rồi sau con quay trở lại. Rồi nghiệp con cháu nó qua trở lại. Dạ. Nó đi ngang, nó ở đẳng đó, nó đi ngang lên, nó kêu ghé hoài. Dạ, không phải dạ đầu cầu thôi, tôi đi chài rồi, đi ngang cũng con cháu. Chú nghiệp chài đó. Hả? Bây giờ chú còn chài được không? Còn, có chài được không? Bây giờ vẫn chài được hả? Ừ. Cô có chài đó, có xuồng đó. Không dạ. Có cá ăn thì xuống băng dài chài lên, có cá không queo. Dạ. Bữa nào có tiền thì mua đồ ấy chài ăn. Ngay chỗ này luôn hả? Ừ, cô bơi xuồng qua mấy cái dôi đó. Dạ. Đà bơi rồi chài 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 có cá ăn rồi con ơi. Khô queo chiên nấu chua dễ mà. Ở dưới sông này dễ kiếm cá đồ ăn hả? Bây giờ ít dạ. Con cứ một lần ha, con quăng một chài một khơi con ăn không hết luôn. Cá vụ lắm cá. Bán tích lũy. Bán cá không ai mua, cá trắng không ai mua chứ. Cá mè dinh rồi hả chú? Ừ, cá này cá kia có đủ thứ chứ. Cá lon con đó. Dạ. Cái đâu cái sông này giờ đâu còn cá lớn nữa. Dạ. Cô với chú có ước muốn gì không? Ừ. Cô với chú có ước muốn gì không? Dạ, nhà cô... hậu tâm này nói chung ra rồi chú với tím mình cũng nghèo khổ vậy đó. Nhưng mà chú cũng con cháu nhà hậu tâm mà có giúp đỡ chủ chú được á, chú cũng mang ơn dữ lắm. Tại vì cô như coi, cô coi, chú là muốn giúp đỡ gì? Coi đài đó, coi đài giờ cô có gì chú muốn chú okay, đài nhà nhỏ nhỏ cũng được cho chú lên bờ ở. Thôi chú về quê đi. Chú vừa quê giờ bỏ con cháu không được. Nói chung ra chú thì chết sống thì cũng ở đây với con với cháu. Đem khẩu gì tắt khẩu gì đây chơi rồi. Chú ở xong vậy nè. Khẩu luôn có ở đây chơi rồi. Bây giờ về quê về đâu được. Ủa đất này có hộ khẩu luôn hả chú? Không hộ khẩu đó. Có người anh đó không cho như ông đứng ra ông là như vậy cho tôi cô đó về đây đó. Mới tách hộ khẩu được. Giờ cô có hộ khẩu đây rồi. Nhưng mà không có nền ha. Không, không có. Bởi cô mới ở đây nè. Dạ. Chứ phải cô có là cô đâu. Hộ khẩu nhập lên này rồi. Dạ. Phải cô có là cô đâu có khổ gì đâu con ơi con. Dạ. Thôi. Có lắm lúc đó con biết không? Coi đài đó. Coi đài cái cô ước của nó phải mà được giúp đỡ gì đỡ biết nhiêu đó. Để mình khổ quá khổ. Lắm lúc cô thấy cô nói coi đài à thôi cái cảnh mình là quá xá luôn. Con dòm vô mất cái vàng đồ là con thấy. Chú nói chung là với con cháu là tại vì mình già cả rồi hết mong rồi. Hết mong gì vào với người ta thôi. Bây giờ chú mong chỉ có cái nền nhà để ở thôi. Nhưng mà nền nhà đây đắt quá mà. Mắc tiền hả chú? Mắc. Nhỏ nhỏ được rồi con chứ không có cần lớn. Thì 4 mét vuông cũng được, ở cũng được. Trời ơi cô yêu cầu cô treo tấm ton thôi. Cô ở là được rồi. Rồi thằng cho cô khóc hả? Tại chú tuổi gì đó coi. Cô khóc luôn kìa. Cô khóc bài gì? Thấy mình khổ. Dạ. Cô buồn số phận không? Nói gì nói để cho anh quay đó. Dạ. Thôi này cô khóc, cô đâu nói được đâu. Sao khóc cô thấy khổ hả? Khổ lắm con, tại con không biết. Dạ.
con khổ gì cô nói cho nghe đi, con nghe hết. Cô à, ngày con thấy không, có lúc giờ đây chưa phút này mà còn ăn giao lường, con biết. Có bữa con đường lường giàu, con ngồi con khóc bên con. Dạ quá, dạ. Có bữa không đủ, rồi còn phải canh cho đủ nấu một ngày. Còn dư thì mình nấu theo dư, còn thiếu không có, con bữa con vô con lường giàu, con ngồi con khóc bên con. Con có nói gì cho chú buồn không, chú khóc rồi? Không có, tại chú thấy từng tuổi này rồi, thấy mình lớn tuổi rồi mà không có cái nền nhà nền cửa gì ở cho người, nhà cửa gì ở rồi chú buồn tuổi thôi. Chứ con dòm đồ đạc, con nghĩ cô gần 60 tuổi rồi. Nghèo khổ nó đâu có giúp giúp gì cha mẹ được. Dạ cô nói sao? Cô gần 60 tuổi rồi mà con dòm lại, cô nói con có cái gì để xứng đáng trong cái bè với cái trại. Nhiều lúc cô tuổi cô ngồi khóc bên, từng tuổi này gần 60 rồi mà không được cái gì làm cụ hết. Mà chịu đựng mấy chục năm nay chứ phải mới đây đâu. Mấy chục năm nay. Rồi sao bữa nay gặp dịp coi gặp con chứ. Thấy con bơi xong đó người như ta nói con bay giúp đỡ hồn nghèo kìa. Mới lâu lắm rồi không gặp. Nằm ướt. Sao ở đâu các chỗ có lão tâm chân mà mình ở đây không có. Chợ này không có. Hôm nay cũng may mắn con đi theo anh Dũng nè. Ờ bà cô ở chiếc hẻm này nè. Cô bác đài đó cô coi đó. Đài này, đài kia, đài đó đó, cái cú ước của nó sao mà cát gỗ người ta quá trời giúp đỡ luôn, Mạnh Thường Quân giúp đỡ quá trời. Ở đây đâu có ai đâu mà biết được. Bởi vì đâu có ai đâu biết. Đi đường sông mà đâu có ai biết được. Đâu có ai biết đâu con. Rồi cái làm cú ước cao của nó sao mà cái chợ mình sao không thấy ai giúp, có lòng hảo tâm giúp đỡ. Chú thấy mà chữ nghĩa cũng đâu có gần không, người đâu có biết cái gì. Thôi con mong một điều kỳ diệu sẽ đến với cô chú vào... Cảm ơn con. Một ngày nào đó. Chứ bây giờ thì con cũng nói gì hơn. Thì bây giờ gặp con vậy là may mắn lắm rồi. Vì con cũng chuyển qua bên Mạnh Thường Quân hay là hoặc khi chiếc xe chứng ái gì đó. Con có số điện thoại đó, con có lòng hảo tâm đó. Con gọi thì giúp đỡ cho cô được thì cô mang ơn. Chứ nếu không gặp con thì cũng bó tay thôi. Chứ không có, chứ ở cô ở dưới này phức quá cũng đâu có ai đâu. Dạ, thôi vậy xin phép cô chú con về nha. À, cảm ơn con. Cô chú có đóng tiền điện đi hay... Rồi, cảm ơn con. Để cho nó qua ngày, cho người ta khoái rồi, có dịp con sẽ quay trở lại cô chú nha. Rồi, có dịp nào gặp con. Dạ. Thôi, xin phép cô chú con về nha. Ghé thăm gia đình mình tí xíu về, mưa tới. Dạ. Cô bác, anh chị, bây giờ mình tiếp tục cái hành trình mình với lại anh Dũng về. Bước xuống chỗ này, bước xuống chỗ này, bước qua. Ôi, cái này bước mà một cái ha. Không cẩn thận một cái thì coi như là cái tên nha. Dạ. Là lọt đẫm á. Giờ có người ta quay trở lại. Anh sao sao đâu. Ôi, em sợ mấy chiếc xuồng nhỏ này lắm. Có, sao đâu, rồi bước xuống đi. À. Có sao đâu. Anh đeo cái mic vô cho được không? Rồi. Đeo cái mic vô được không anh Dũng? Khó rồi, rồi. Lại. Hả? Khỏi đi. Khỏi hả? Thôi bây giờ hai anh em mình về nha. Rồi. Bye bye gia đình mình nha. Dạ. Cô bác quý anh chị bây giờ chia tay với gia đình của cô này Mười Hồ cùng với anh Dũng sẽ quay trở về.